gọi là phương châm của chúng ta ấy, nói chung là phải chủ động phòng ngừa thôi. Có thể phòng ngừa 10 nhưng mà chỉ xảy ra một lần. Nhưng mà một lần chúng ta không có phòng ngừa và không có cách ứng phó và chúng ta chủ quan ấy, thì chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn. Nên cái ý là ở đây làm tất cả và làm một cách hết sức chặt chẽ, đúng không? Và nghiêm khắc, với tinh thần là không có hối tiếc. Hành động không hối tiếc, sự chuẩn bị không hối tiếc, tất cả. Không hối tiếc chính là tinh thần mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các ban, bộ, ngành, địa phương khi phòng chống siêu bão số 3. Có tên quốc tế là siêu bão Yagi. Trước tình hình siêu bão số 3 đang có nguy cơ đổ bộ miền Bắc nước ta, chiều 5 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với siêu bão này. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 10 năm trở lại đây. Sáng 5 tháng 9, bão đã mạnh cấp 16, tức là cấp siêu bão, giật trên cấp 17. Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh thành gồm Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có những phương án chủ động phòng chống trước khi siêu bão số 3 đổ bộ. Trong số đó, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương thông tin, tuyên truyền cho khách du lịch khẩn trương di chuyển về nơi an toàn, đồng thời liên tục thông tin, động viên chủ tàu thuyền đưa phương tiện và người trở về bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi an toàn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng nhấn mạnh, sau 10 năm, đồng bằng sông Hồng lại đón một cơn bão lớn. Đường đi của bão ổn định, dự báo của các cơ quan chức năng đều trùng khớp về cường độ, mức độ cảnh báo rủi ro. Đặc biệt, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lại là trung tâm kinh tế, công nghiệp. Vì vậy, Bộ trưởng Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phải hành động không hối tiếc. Hành động không hối tiếc, sự chuẩn bị không hối tiếc, tất cả về lực lượng, về thiết bị và tất cả những phương án rủi ro khác. Như báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, cái hệ thống đê biển của chúng ta, với một cấp độ này thì nó sẽ mất an toàn. Ra đây là các địa phương ven biển cũng sẽ chú ý. Thứ hai nữa là cái phạm vi rất là rộng, từ Nghệ An trở ra tới Quảng Ninh, và từ Quảng Ninh mà lên tới Hà Giang, Cao Bằng, tất cả gần như một cái khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều là trong vòng của ảnh hưởng của cái cơn bão số 3 này. Do đó thì tôi đề nghị đồng chí Phó Tướng cũng chỉ đạo thêm để cho các địa phương quán triệt cái tinh thần là không chủ quan. Chúng ta hành động một cách khẩn trương, không hối tiếc. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, siêu bão số 3 là cơn bão rất mạnh, khó dự báo. Trên đường tiến vào Biển Đông, bão gặp những điều kiện thuận lợi để thành siêu bão. Để phòng chống hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu cần làm tốt công tác dự báo, nhất là việc thông tin đến người dân. Theo Phó Thủ tướng, cơ quan dự báo cần phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí bất cứ lúc nào, thời gian nào để truyền tải đến người dân, giúp người dân chủ động phòng ngừa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 với tinh thần không hối tiếc. Cái quan trọng là chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm, bởi vì mỗi năm nào cũng đến mười mấy cái cơn bão. Nhưng mà cái điều mà cái gọi là phương châm của chúng ta ấy, nói chung là phải chủ động phòng ngừa thôi. Có thể phòng ngừa 10 nhưng mà chỉ xảy ra một lần. Nhưng mà một lần chúng ta không có phòng ngừa và không có cách ứng phó và chúng ta chủ quan ấy, thì chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn. Nên cái ý là ở đây làm tất cả và làm một cách hết sức chặt chẽ, đúng không? Và nghiêm khắc, với tinh thần là không có hối tiếc. Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo, từ sáng thứ Bảy, tức sáng 7 tháng 9, thời điểm bão đổ bộ, người dân nên ở nhà, vì theo dự báo, bán kính hoàn lưu của bão rất rộng. Ngoài việc ảnh hưởng của bão, còn có thể có dông lốc xảy ra, trong khi hiện nay người dân sử dụng mái tôn, biển quảng cáo rất nhiều, cây xanh cũng có nguy cơ đổ gãy cao. Nước chảy cuồn cuộn, người và xe trôi theo dòng nước. Trong khi chủ nhân bất lực đối mặt với dòng nước chảy mạnh, những người xung quanh đã chạy đến ngâm mình trong mưa cứu vớt cả người lẫn xe. Mưa vẫn trút xuống, nước vẫn chảy mạnh, nhưng tình người trỗi dậy. Đoạn clip này được quay ở khu vực đường số 5 thuộc phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã đạt hàng chục triệu lượt xem.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Cao Nhật Tân, 34 tuổi cho biết, khu anh sống thường bị ngập mỗi khi trời mưa lớn. Anh thường ra ngoài vừa tắm mưa vừa tìm cách chặn nước tràn vào nhà. Khi thấy người đi đường không may bị trôi xe, anh liền chạy đến ứng cứu. Đây là việc làm thường xuyên suốt nhiều năm qua. Trước khi là trời mưa, là mưa lớn là anh ra anh tắm mưa trước rồi, là anh chặn nhà cửa rồi, nhà cửa anh nước vô nhiều lắm. Là nói chung là ở đây là từ xưa giờ rồi, cứ nước lớn lên là người trôi à, xe trôi, người trôi luôn. Cứu được gì cứu, nói chung là có mưa là ra tắm mưa cứu à. Ai bị thì cứu, còn ai mà không có chạy vô thì nhắc thôi đừng chạy vô, chạy ra. Đó, cứ tính cái điểm đó là ngay chỗ ngã ba nhà anh, trước nhà anh gì đó, là tính ngã ba đó là ngừng lại. Tại vì những người á, giống như người ta đi làm về hay gì đó, người ta không có ở đây. Đó, dân không phải ở đây, nhưng mà người ta không biết được cái điểm đây là như thế này gì đó. Thì nói chung trời mưa là anh ra tắm mưa. Ví dụ mà anh bận việc đi làm thì thôi, nhưng mà mưa lớn là anh ra anh tắm. Mà tắm ví dụ mà mình nhắc được, nhắc nhở được ai thì nhắc nhở. Còn nhắc nhở không được thì mình đứng đó thì người ta lỡ có tai nạn hay gì đó, thì mình ra mình cứu vớt người ta lên thôi. Đó, cái trường hợp đó thì nói chung là cũng có bình thường với anh nè. Nói chung trời mưa lớn là anh ra là sẽ có. Tại vì đợt nào mưa lớn là nhà anh cũng có đó. Đó, không phải riêng một bạn, hai bạn, nhưng mà nhiều bạn nữa. Tại vì có nhiều người đi làm về ta không biết, người ta muốn đi về nhà sớm với con cái hay là gì đó, người ta cứ lao đầu vô, thấy nước nó ít quá nhưng thực chất là nước rất là xiết, thì chạy vô vậy thì yếu, nữ chạy thì yếu, nam chạy còn té nữa mà xuống chỉ là nữ thì cứu lên thôi. Nhưng mà trước khi anh tắm mưa vậy là có 2-3 người đang với một mình anh à. Nếu mà anh đọc được comment đó thì anh thấy cảm thấy rất là vui. Nhưng việc làm của mình cũng được ích cho xã hội đó, thì cũng qua này thì mới gặp được em thì nó thôi mong gửi lời đến mấy bạn thì sau này đi đường cẩn thận hơn đó. Thì nhớ có đi qua cái đường ngã ba Bình Đường 2 này, ngã ba nước rất là xiết, nếu mà trời mưa lớn, nếu mà cảm thấy có, nếu mà lỡ có hàng quá mà gấp quá thì thôi nên cũng dừng chân lại 5-10 phút tạm mưa rồi mình đi, chứ vậy làm vậy hư hại tài sản là 1, rồi hàng quá nữa là 2, rồi sức khỏe của mình nữa là 3 đó. Mất đi thì mình có làm lại được đúng không? Thì giờ nên cứ từ từ thôi, nếu có mưa lớn qua ngã ba đây thì chậm lại một tí cũng không chết đâu, chậm lại 5-10 phút cũng được, tạnh mưa rồi mình đi tiếp vậy đó. Sau những chuyến đó thì cũng mong các bạn chú ý hơn tí thôi. Ông Nguyễn Văn Quang, 50 tuổi, bán cá lóc nướng ở đường số 5 thành phố Thủ Đức chia sẻ, khi đang nướng cá dở thấy có người bị trôi xe, ông liền bỏ dở việc chạy ra cứu. Hôm nay cũng là rất là vui. Thực tế thì anh ở đây là cũng được lâu rồi. Nếu nói tính thời gian anh ở đây cũng cả chục năm rồi. Bản thân mình cũng như người khác có thể người ta bị nạn. Lúc đấy là cần có một người nào giúp đỡ, là mình có thể bỏ những cái đó, những cái công việc mình đang làm, có thể mình bỏ đi là cứu người là quan trọng. Đó. Mà lúc đấy người ta cần được giúp đỡ, chứ bình thường thì không có ai cần được ai giúp đỡ đâu, đúng không? Đó, cho nên là cái tâm của mình là quan trọng, cái nước nó như thế không nhanh là người ta có thể là một trong vòng nước thì 2-3 phút là nó quấn người đi là coi như xong rồi. Ở đây nước nó mưa nó ngập sâu á. Cũng theo ông Quang, khi giúp được họ, bản thân sẽ có thêm niềm vui. Ông cũng không mong nhận được sự cảm ơn của người được giúp, chỉ hy vọng mọi người đều an toàn, hàng hóa, tài sản nguyên vẹn sau mỗi trận mưa lớn.